loại thực phẩm bạn không bao giờ nên kết hợp với trà hoặc cà phê. Dùng trà hoặc cà phê cùng với bữa ăn hoặc một số món ăn nhẹ nhất định có thể dẫn đến những rủi ro sức khỏe ít được biết đến. Theo Deborah Grayson, dược sĩ kiêm chuyên gia dinh dưỡng, uống trà hoặc cà phê cùng với một số thực phẩm như thịt đỏ và rau xanh có thể làm tăng nguy cơ thiếu hụt dưỡng chất nghiêm trọng, đặc biệt là sắt. Các hóa chất trong những đồ uống này có thể ngăn cơ thể hấp thụ sắt, khoáng chất thiết yếu giúp vận chuyển oxy khắp cơ thể. Bà Grayson cảnh báo rằng thói quen uống trà cùng bữa ăn có thể dẫn đến thiếu máu, đặc biệt ở phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt. Những thực phẩm giàu sắt không nên kết hợp với trà và cà phê bao gồm thịt bít tết, thịt bò nướng, các loại rau xanh như rau bina, cải xoăn và bông cải xanh. Nghiên cứu cho thấy, ngoài trà và cà phê, các hợp chất như polyphenol, tannin có trong rượu vang và oxalate cũng có thể gây cản trở hấp thụ sắt. Polyphenol, ngoài việc có trong trà và cà phê, cũng có trong một số loại trái cây, rau và gia vị, nhưng với nồng độ thấp hơn. Tại Anh, ước tính có khoảng 8% phụ nữ và 3% nam giới bị thiếu máu do thiếu sắt, thường có các triệu chứng như kiệt sức, rụng tóc và nhiễm trùng. Bà Grayson cũng đưa ra các lỗi khi ăn uống y khác có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe như uống quá nhiều nước trong bữa ăn. Bà khuyến nghị rằng nên dùng các loại thực phẩm giúp kích thích tiêu hóa như các loại lá đắng là xà lách rocket và cải xong. Bà cũng gợi ý không nên ăn quá gần giờ đi ngủ và tránh nằm sau khi ăn để hạn chế triệu chứng trào ngược. Ngồi ăn tại bàn cũng giúp tiêu hóa hiệu quả hơn, giảm nguy cơ khó tiêu. Uống 6 ly cà phê mỗi ngày, những rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe. Cà phê từ lâu đã trở thành thức uống yêu thích của hàng triệu người trên khắp thế giới, giúp tỉnh táo và cung cấp năng lượng để bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên, việc tiêu thụ cà phê quá mức có thể mang lại nhiều rủi ro cho sức khỏe mà không phải ai cũng nhận ra. Theo các chuyên gia, mặc dù cà phê an toàn cho hầu hết người lớn khi uống với lượng vừa phải, nhưng việc uống hơn 6 ly cà phê mỗi ngày có thể gây hại đến cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Tác động của caffeine đến cơ thể. Caffeine, thành phần chính trong cà phê, là một chất kích thích mạnh mẽ đối với hệ thần kinh trung ương. Uống cà phê trong một lượng hợp lý có thể giúp tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện hiệu suất làm việc và thậm chí hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Tuy nhiên, khi tiêu thụ quá mức, caffeine có thể gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Mất ngủ và căng thẳng. Một trong những tác dụng phụ phổ biến nhất của việc tiêu thụ caffeine quá nhiều là mất ngủ. Caffeine cản trở giấc ngủ bằng cách kích thích hệ thần kinh, làm cho người uống khó thư giãn và rơi vào giấc ngủ. Hơn nữa, lượng caffeine cao còn có thể gây căng thẳng và bồn chồn, khiến tâm trạng của bạn trở nên khó chịu và dễ bị kích động. Rối loạn tiêu hóa, caffeine cũng có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt là khi tiêu thụ quá mức. Nhiều người uống cà phê nhận thấy dạ dày của họ bị khó chịu, dẫn đến buồn nôn và thậm chí nôn mửa. Ngoài ra, caffeine có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tiêu chảy, khiến người uống cảm thấy mệt mỏi và suy nhược. Tăng nhịp tim, một lượng lớn caffeine có thể làm tăng nhịp tim và nhịp thở. Đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch, việc tiêu thụ quá nhiều cà phê có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm như nhịp tim không đều hoặc các cơn đau tim. Những nguy cơ dài hạn khi uống quá nhiều cà phê. Không chỉ gây ra những vấn đề tức thì, việc uống hơn 6 ly cà phê mỗi ngày còn tiềm ẩn những nguy cơ dài hạn, ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện. Suy yếu xương, một trong những tác dụng phụ nghiêm trọng nhất của việc tiêu thụ quá nhiều cà phê là ảnh hưởng đến sức khỏe xương. Caffeine có thể làm tăng lượng canxi được thải ra ngoài qua nước tiểu. Lượng canxi này, nếu mất đi quá nhiều, có thể làm suy yếu xương, đặc biệt là ở những người đã có nguy cơ loãng xương. Điều này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ, nhóm có nguy cơ loãng xương cao hơn sau tuổi mãn kinh. Để bảo vệ xương, những người bị loãng xương nên hạn chế lượng cà phê tiêu thụ chỉ ở mức 2 ly mỗi ngày. Đau đầu và lo lắng, caffeine có thể gây ra đau đầu và lo lắng khi uống với số lượng lớn. Nhiều người nhận thấy rằng họ trở nên nhạy cảm hơn với tiếng ồn và ánh sáng, cảm thấy bứt rứt và khó chịu khi cơ thể họ đang chứa quá nhiều caffeine. Điều này có thể làm giảm chất lượng cuộc sống và ảnh hưởng đến khả năng làm việc hiệu quả. Lời khuyên cho những người yêu thích cà phê.
Nếu bạn là người yêu thích cà phê và thường xuyên uống nhiều hơn 6 ly mỗi ngày, hãy cân nhắc việc giảm lượng cà phê tiêu thụ để bảo vệ sức khỏe của mình. Hãy lắng nghe cơ thể, theo dõi các triệu chứng như khó ngủ, căng thẳng, đau đầu hoặc các vấn đề về tiêu hóa. Nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, đó có thể là tín hiệu cho thấy bạn đang tiêu thụ quá nhiều caffeine. Thay vì bỏ hoàn toàn cà phê, bạn có thể giảm dần lượng tiêu thụ, thay thế bằng các loại đồ uống khác như trà xanh hoặc nước lọc để cơ thể có thời gian thích nghi. Bằng cách duy trì việc uống cà phê ở mức độ vừa phải, bạn vẫn có thể tận hưởng những lợi ích mà cà phê mang lại mà không phải lo lắng về những rủi ro sức khỏe.